kính thưa quý khán giả, bất động sản còn đóng băng, nhà băng càng tăng nợ xấu. Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia hôm nay. Mời quý khán giả bắt đầu theo dõi. Thưa quý khán giả, hiện tại các ngân hàng đang lần lượt công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2024. Qua nửa đầu năm, lợi nhuận của ngành này vẫn có nhiều điểm sáng. Dù tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm khá chông gai, tuy nhiên, riêng vấn đề nợ xấu, ngành ngân hàng vẫn đang đối mặt xu hướng gia tăng chưa thấy hồi kết. Bức tranh nợ xấu nửa đầu năm 2024 dần lộ diện, đã xóa tan kỳ vọng của các nhà băng hồi đầu năm sẽ giảm. Tính đến thời điểm này, 29 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, nhưng chỉ có 2 ngân hàng ghi nhận số dư nợ xấu giảm là SHB và BG Bank. Còn lại 27 trên 29 ngân hàng đều ghi nhận nợ xấu tăng. Theo các thống kê, số dư nợ xấu của 29 ngân hàng tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2024 là 271.461 tỷ đồng, tăng thêm tổng cộng 46.719 tỷ đồng, tương ứng tăng 20,8% so với cuối năm 2023. Ở nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank đã tăng từ mức 1,05% hồi đầu năm lên mức 1,2% vào quý 2 năm 2024. Trong đó nợ có khả năng mất vốn, nợ nhóm 5 chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu nợ xấu với 10.017 tỷ đồng, tăng gần 28%. Nợ dưới tiêu chuẩn thuộc nợ nhóm 3 và nợ nghi ngờ thuộc nợ nhóm 4 cũng tăng lần lượt là 75% và 17,4%. Với Vietinbank, nợ xấu đến cuối quý 2 năm 2024 ở mức 24.646 tỷ đồng, tăng 48% so với mức 16.608 tỷ đồng vào đầu năm nay. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,13% vào đầu năm lên 1,57%. Với BIDV, nợ xấu đến cuối quý 2 là 28.687 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,26% lên mức 1,52%. Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, có đến 9 nhà băng có số dư nợ xấu trên 3%, trong đó đáng chú ý là tỷ lệ nợ xấu của NCB tăng từ mức 29% cuối năm 2023 lên mức 35,3% vào cuối quý 2 năm 2024, do ngân hàng này đang cơ cấu lại toàn diện, còn chất lượng nợ vay của Bảo Việt Băng tiếp tục đi lùi, khi tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 4% đầu năm lên 4,79% vào quý 2 năm 2024. Cũng trong nửa đầu năm, tổng nợ xấu của VIB đã lên mức 10.201 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu lên 3,67%. Trong đó nợ nhóm 5 là 4.205 tỷ đồng, tăng 91,3% so với cuối năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu của BV Bank, ngân hàng Bản Việt, tăng từ 3,31% lên 3,77%. Một số nhà băng nợ xấu cũng đã vượt từ dưới ngưỡng lên khỏi ngưỡng 3% trong 6 tháng qua, như tỷ lệ nợ xấu tại AB Bank vọt từ mức 2,91% lên 3,55%, hay OCB tăng từ 2,65% lên 3,12%, MSB tăng từ 2,87% lên 3,08%. Các ngân hàng khác tuy vẫn giữ được tỷ lệ nợ xấu dưới ngưỡng 3%, tuy nhiên, số dư nợ xấu đều tăng, khiến tỷ lệ nợ xấu cũng tăng so với cuối năm 2023. Điều đáng chú ý nữa là nợ nhóm 5 của các nhà băng này đều có xu hướng tăng mạnh trong nửa năm qua. Trong một báo cáo gần đây, công ty chứng khoán Rồng Việt nhận định tình hình nợ xấu vẫn là điểm trừ trong bức tranh chung của ngành ngân hàng trong nửa đầu năm nay. Theo ước tính của Ngân hàng Nhà nước, tính tới cuối tháng 5 năm 2024, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các ngân hàng ở mức 4,94%, cao hơn mức 4,55% tại thời điểm cuối năm 2023. Nợ xấu tăng mạnh, ngành ngân hàng cũng đã có nhiều nỗ lực để xử lý nhằm đảm bảo an toàn hệ thống. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn hệ thống ngân hàng xử lý được 96.700 tỷ đồng nợ xấu, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xử lý nợ xấu bằng dự phòng rủi ro ở mức cao, chiếm 48,9% tổng nợ xấu được xử lý. Chẳng hạn, Vietinbank trích lập dự phòng rủi ro 7.817 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 21% so với mức trích lập của cùng kỳ năm ngoái. Điều này khiến lợi nhuận trước thuế của Vietinbank chỉ còn 6.750 tỷ đồng. Tương tự, BIDV dành gần 5.358 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 36% so với cùng kỳ. Techcombank trích lập dự phòng hơn 2.855 tỷ đồng, tăng 112,8%. MSB cũng đã dành gần 1.166 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro,
tăng 29%. Bắc Á Banh trích lập gần 542 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, mức tăng đến 215% so với cùng kỳ năm trước. Do nhiều ngân hàng tăng trích lập dự phòng rủi ro để ứng phó nợ xấu, nên đã làm sụt giảm lợi nhuận. Trong số các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, hiện chỉ có 6 ngân hàng có tỷ lệ trích dự phòng nợ xấu ở mức trên 100% là Vietcombank 212%, BIDV 132%, Agribank 116%, Vietinbank 114%, MB 102%, Techcombank 101%. Với tỷ lệ trích lập dự phòng lớn, ngân hàng càng có khả năng ứng phó với những rủi ro bất thường liên quan đến nợ xấu. Nói cách khác, đây là những ngân hàng có thể yên tâm về độ an toàn, hoạt động sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, kể cả trong trường hợp xấu nhất là toàn bộ nợ xấu rơi vào nhóm 5. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, nợ xấu đang là vấn đề lớn, Ngân hàng Nhà nước rất quan tâm. Sau giai đoạn dịch COVID-19 và tiếp tục năm 2023, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nợ xấu trở thành câu chuyện của nền kinh tế. Mặc dù cũng có những khoản vay trở thành nợ xấu, do ngân hàng chưa phân tích đánh giá đầy đủ hoặc không dự báo được rủi ro khi cho vay. Nhưng về cơ bản, nợ xấu là do những khó khăn chung của nền kinh tế, khiến khả năng trả nợ của khách hàng suy giảm. Các chuyên gia cho rằng nợ xấu dự kiến vẫn duy trì ở mức cao trong vài quý tới. Thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn bởi các nút thắt chưa hoàn toàn được tháo gỡ. Nợ xấu có thể sẽ đạt đỉnh vào quý 3 hoặc chậm hơn có thể kéo dài đến quý 4 năm 2024. Bên cạnh đó, tốc độ xử lý nợ xấu của các nhà băng có thể sẽ đình trệ khi quyền thu giữ tài sản bảo đảm đối với khách hàng vay chây ì tại Nghị quyết 42 không còn được kế thừa ở luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Ông Trương Đắc Nguyên, trưởng phòng phân tích công ty giải pháp dữ liệu VGroup cũng nhắc đến nợ xấu trong bối cảnh thông tư 02 đang tiếp tục được gia hạn. Vì khi bơm tín dụng ra ngoài cứu được nhiều doanh nghiệp đang thở oxy, đồng nghĩa bơm tiền vào những doanh nghiệp khó vượt qua. Điều đó có thể quay ngược trở lại là rủi ro tiềm năng trong tương lai đối với các ngân hàng. Trong một diễn biến khác, theo dữ liệu từ báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2024, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 175 đợt phát hành riêng lẻ và 12 đợt phát hành ra công chúng, với tổng giá trị 183.019 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nhóm ngân hàng là chủ thể phát hành, chiếm đến 67%, tương đương gần 123.000 tỷ đồng. Việc phát hành này không ngoài mục đích tăng lượng vốn dài hạn, tăng bộ đệm dự phòng và giảm tỷ lệ nợ xấu. Ghi nhận trong tháng 7, một số ngân hàng đã phát hành thành công đáng kể như MB Bank phát hành 10.395 tỷ đồng, Vietinbank 4.950 tỷ đồng, SHB 3.000 tỷ đồng, VIB 2.000 tỷ đồng, BIDV 1.755 tỷ đồng, OCB 1.500 tỷ đồng, ACB 1.400 tỷ đồng. Lãi suất các ngân hàng phát hành phổ biến từ 5,5% một năm đến 6,5% một năm tùy kỳ hạn. 9 ngày đầu tháng 8 đã có 7.150 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng được phát hành, trong đó HDB phát hành 2.000 tỷ đồng, MB Bank phát hành 4.000 tỷ đồng, SHB phát hành 150 tỷ đồng, lãi suất trong khoảng 5,45 đến 6,3% một năm. Hoạt động này nhằm bổ sung vốn để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn nửa cuối năm 2024. Phát hành trái phiếu cũng đồng thời đáp ứng quy định hiện hành là tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng ở mức 30%. Hiện tại, nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước ở mức 23,58%, còn tỷ lệ này của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lên đến 40%. Như vậy, áp lực cho nhóm này phải phát hành trái phiếu để tăng cường nguồn vốn trung và dài hạn. Quan trọng hơn, ngân hàng đang ồ ạt phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, còn gọi là hệ số COA, là chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa vốn tự có với tài sản có rủi ro. Tỷ lệ này phải đạt mức tối thiểu 8%. Nói cách khác, nợ xấu tăng, hệ số CAR sẽ giảm và ngược lại. Vì vậy, khi tỷ lệ nợ xấu nội bản của toàn hệ thống đến cuối tháng 6 đã tăng lên 4,56%, nếu tính luôn nợ bán VAMC và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu lên đến 6,44%, các nhà băng phải tính đến việc tăng vốn để có bộ đệm an toàn hơn. Để tăng vốn nhanh, giải pháp phát hành trái phiếu huy động vốn cấp 2 sẽ tối ưu hơn việc tăng vốn chủ sở hữu, từ đó cũng sẽ nhanh chóng giảm khả năng bị tổn thương trước rủi ro tái cấp vốn và rủi ro thanh khoản. Tuy huy động trái phiếu có lãi suất cao hơn lãi suất huy động tiền gửi, nhưng bù lại các nhà băng đẩy mạnh cho vay và đầu tư tài sản có kỳ hạn dài hơn. Dự báo khi tăng trưởng tín dụng cải thiện hơn trong 1 đến 3 năm tới, các ngân hàng sẽ cần 283.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 để hỗ trợ nguồn vốn nội bộ và duy trì hệ số CAR.
khi lợi nhuận ngân hàng dần được cải thiện, nhưng nếu không tăng vốn cổ phần mới, hệ số CAR sẽ giảm dần, đặc biệt đối với các ngân hàng quốc doanh và một số ngân hàng tư nhân. Theo giới chuyên gia, để giải tỏa mối lo nợ xấu, dù có giải pháp gì đi chăng nữa, cũng cần sớm quan tâm đến vấn đề phát triển thị trường mua bán nợ và đặc biệt là cần vực dậy thị trường bất động sản. Vì hiện nay, khoảng 70% tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng là bất động sản, thậm chí tại nhiều nhà băng, tỷ lệ này lên đến 80-90%, nên việc xử lý nợ xấu tại các ngân hàng phần nhiều phụ thuộc vào sự nóng, lạnh của thị trường bất động sản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.